Hello mọi người, hiện tại mình đang ở Lotte Mia ở Sân Ga Sài Gòn. Đây là vé của mình các bạn ơi. Đây tới nửa tiếng nữa mình sẽ lên. Mẹ nãy giờ nói mà không để cái này vô miệng luôn. Không, các bạn, giờ mình chuẩn bị đi luôn. Giờ mình sẽ ăn vội cái hamburger này rồi mình lên xe. Như bây giờ nhà mình sẽ đi bằng xe lửa, nhưng mà mình sẽ về bằng máy bay. Rồi vé đi là mình đặt là 1 triệu, khoảng 1.800.000 á. Mà nhóm tụi mình chia thành 2 đoàn, một đoàn đã ra từ trước rồi, còn mình đang ở với những cái đàn còn lại. Hello. Trời ơi, nhưng mà các bạn ơi, mình là toa số 7, còn tất cả mọi người là toa số 6 hết. Tại vì mình đặt sao, mình sẽ ra, mình sẽ người ta đổi, mình sẽ chịu không? Em ái quá vậy. Tới tòa số 7 của ta rồi, tạm biệt mọi người. Có ai không? Mình số mấy trời? Tới rồi nha các bạn, mình ở số 17. Cũng xinh ghê các bạn. Hello nè, bà giới thiệu recommend. Hiện tại là mình đang ở tòa số 6 của nhà ga xe lửa chuyến tàu AFF 121. Mình là tiếp viên trưởng của toa tàu ngày hôm nay. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn thực đơn của toa tàu của mình nha. Món chính chính là mình. Tuy nhiên qua cái món phụ các bạn có thể tham khảo qua cái menu này. Thông tin quý khách cần biết, không biết cũng được, tại vì có tôi rồi. Ở bên kia tường làm dưới đúng không? Dưới. Đường lúc nào có làm dưới mà. Đơn chúng ta gồm có các món phở bún mì gà, bò gà là 30.000 tới 50.000 một bát, giống như giá thị trường các bạn. Là 50 á. Cặp vậy là 50. Tí nữa người ta có cái xôi thịt mì tôm hộp 15.000. Chờ xíu nữa mình xin ra đẩy. Có tất cả các loại thức uống như là bia, đủ cồn, rượu, đủ cồn. Mọi người ơi, mình đã đổi chỗ thành công. Cái người khách ở cái giường này là một cái chị khách Tây. Mặc dù chị đó xuống Hà Nội còn mình xuống Quy Nhơn, nhưng mà chị đó kêu là cũng được, miễn là mình đừng có Nhưng mà tôi đang đi với một đôi vợ chồng và một người chị của tôi. Tôi muốn làm cũng được, nên là sáng ngày mai khoảng 7 giờ tôi sẽ qua và gọi chị nó dậy để chuyển chỗ lại cái giường này. Thật là một khởi đầu suôn sẻ các bạn ơi. Tới đó mình ngồi móc cho chị một cái túi thủ công, coi như một lời cảm ơn chị đã chuyển chỗ cho mình. Chị nó rất là vui các bạn ơi. Yeah, I just did it. Wow, cảnh đẹp quá mọi người. Mình vừa mới dậy, bây giờ mình sẽ đi đến ga. Hiện tại là tụi mình đang ở ga Tuy Hòa ở Phú Yên. Tôi nói ngủ mà giống như là phải gồng mình vậy nè. Cái nhắc này nè, để đụng ở kia. Nhưng mình vẫn ngủ được các bạn ơi. Ê, cuộc sống của mình giống như là một trận chiến vậy á, nên mình ngủ ở trên chiếc xe lửa này vẫn rất là bình thường. Và giữa theo em trôi về con đường. Em sạc hiệu ứng bốc khói. Tôi được không? Sạc nghe đi. Hai chân của hai bên. Bây giờ tụi mình sắp xuống ga Diêu Trì rồi các bạn ơi. Tạm biệt. Em tạm biệt ga Diêu Trì. Tự nhiên mình vừa xuống ga cái có mấy cái người mà áo trắng này tới tới định bắt mình đi đâu các bạn.
hên là mình không có đi, hên là sáng mẹ dặn là đừng có đi với người lạ. Hên quá. Quay vlog. Hên á, hên là đừng, mẹ mình nói là đừng có nghe mấy người mặc áo trắng á. Chào mừng mọi người đã đến với thế giới của Báo Hồng. Mình đang ở trên đường đi ra Tháp Linh Phong. Còn một tiếng nữa mới tới. Nên là cho lúc đó mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc túi con rùa. Ai mà chưa coi hướng dẫn móc túi con rùa thì vô bio của mình coi nha các bạn. Trước mặt mình là Tháp Nghinh Phong. Các bạn ơi, là bóng ma Tháp Nghinh Phong. Đừng có đụng với bóng ma. Đầu đầu tư dữ em. 200 nghìn một bộ chị. Đem lên. Sau khi chụp 1000 tấm ảnh sống ảo, tụi mình di chuyển qua địa điểm khác nha các bạn. Các bạn ơi, mình đang ở hoa vàng trên cỏ xanh. Mình cũng vậy. Mình không thấy cỏ xanh gì trơn. Mà cái chị này tính cho mình xanh cỏ các bạn ơi. Cái chị áo chàng đen này nè. Ma nữ, phải ma nữ. Các bạn, mình cũng đi hoa vàng trên cỏ xanh. Các bạn đâu, các em. Xin chào các bạn. Đừng chào cái chị này. Chị này sẽ xanh cỏ mình á. Tại là đang là 12 giờ, nhiệt độ bên ngoài là 45 độ nhưng mà ở bên trong mình chỉ 37 độ thôi. Yeah! Trời ơi, con nít kìa, người ta con nít kìa, trong này là thế rồi. Tôi yêu cái nè. Ê, kịch tính nha. Hiện tại đang là 12:15 và mình phát hiện ra những con bóng 7 màu đang chụp hình ở trên hoa vàng trên cỏ xanh. Kế bên mình đây là bóng dạ quang, còn dưới kia là bóng tím và bóng hồng. Còn tụi mình đang là bóng đen lẫn trốn. Xa kia chiếc thuyền ngồi xa, gần đây có mấy con ma đen xì. Tôi không có đen. Ôi, bà là con ma. Tôi nói đúng là BD nên làm cái thế này đẹp ghê. Còn mình, đúng là chai thẳng mà cứng đơ. Các bạn ơi, hiện tại là 1 giờ và mình đang ở địa điểm thứ 3. Mình 23 mà tưởng như mình 24 tuổi rồi các bạn. Còn mọi người là U50 mà mọi người rất khỏe. Ở đằng trước đây có một con kỳ lân. Địa điểm này tên là Gành Đá Dĩa. Có nghĩa là mình nằm trên dĩa rồi mình bị nướng xèo xèo luôn các bạn. Ui, vô đây thì mát rồi, không cần dù. Trời ơi, vì mấy bà đó là tôi mới bước ra cái vùng hung lũng này đó nha. Tôi sẽ quay cho bà những cảnh trí ở cái vùng này. Là Gành Đá Dĩa là bởi vì mấy cái hình mấy cái đá nè nó bằng như là mấy cái dĩa vậy các bạn. Không có cái dù này là mình như con cá trên cái dĩa luôn rồi đó. Đó, nó như vậy nè. Lè là nó gì nè các bạn. Đó. Mua các bạn. Buổi trưa 1 giờ, nhiệt độ 43 độ thì ngồi ở trong một quán cà phê giỏng, ngồi nghe âm thanh review phim du dương thì không còn gì tuyệt vời hơn. Đây chính là món sữa chua đắt thơm ngon nhất của quán cà phê giỏng này. Tại sao người trẻ chúng ta lại muốn du lịch nghỉ dưỡng? Tại bàn chân của tôi. Các bạn ơi, mình đang ở địa điểm thứ tư của ngày hôm nay. Bây giờ mình phải lên cano để di chuyển ra cái địa điểm đó. Mình nghe nói là rất là đẹp, rất là xứng đáng để đi nên là mình đã cố gắng, mình đã tỉnh dậy để mình ấy con cọng. Bú xịp. Đây là chỗ của tụi tôi muốn tới.
Ê, đẹp nha. Thằng chết kìa. Vô cực. Đây nó sẽ như vậy. Chụp hình rất là đẹp. Bây giờ mình đã về nhà rồi. Nhưng mà nãy giờ mình còn bơi tà lum tà la nữa. Nên bây giờ mình mới sửa soạn để đi ăn tối. Hiện tại là đã 9 giờ mười mấy phút rồi. Ông hồi suy nghĩ thì tụi mình đã tới quán hải sản Kim Ngân theo chỉ dẫn của bác Tài. Ê trời, cái điều đặc biệt là cái gì cũng có một đống ớt hết các bạn ơi. Cái gì muối tiêu. Cái món mới nữa. Mà xem quay mình ăn mukbang luôn. Tụi đây quay mình ăn mukbang luôn. Ăn xong tụi mình không thể nào ngồi trên xe về liền được mà tụi mình phải đi bộ các bạn ơi. Đây là đường xá ở Quy Nhơn lúc 11 giờ 15 phút. Tụi mình cứ nhắm mắt mà đi các bạn. Nhắm mắt nè, nhắm mắt đi luôn. Nhắm mắt đi luôn. Hello các bạn, hôm nay là ngày buổi sáng thứ 3, buổi sáng thứ 2. Tụi mình đang trên đường đi ra cảng. Để đi đâu vậy chị? Đi Cù Lao Xanh. Tại sao gọi là Cù Lao Xanh? Bởi vì nó đọc lại thì nó là Xanh Lao Cu. Ờ đúng rồi. Xuất khẩu lao động cảng Campuchia 7 giờ 51 phút. Yeah, mà tới cành lao su Cù Lao Xanh cành lao. Rồi các bạn ơi, bây giờ tụi mình đang đi tới ngọn hải đăng. Đây là ngay mắt tài. Hòn hải đăng và hai hòn đá Thảo Nguyên. Đi thôi. Đây là dân địa phương rồi đó. Anh thiện mà. Dạ. Đi xe ngồi trước đi chầu ngồi sau. Để chiều nay nếu mà lên cano phải ngồi sau. Dạ. Thôi mà ngồi đâu. Cano là ngồi sau là ngồi. Được rồi. Sao nó lướt say. Tụ. Tôi sẽ dự quay tôi cho mấy bạn luôn nha, thể hiện tôi yêu thương các bạn, tôi hy sinh sự an toàn của tôi. Kiên đảm, kiên đảm. Lê la giữa cái nóng 41 độ thì sao đó tụi mình đi hải đăng các bạn ơi. Chỗ này không phải là chỗ yêu thích của tôi, thì có cái ngọn hải đăng mà không có hai cục phần đá Thảo Nguyên nên là thôi quay lẹ để đi bơi. Quá tam ba bận, lần này chúng tôi đi biển thật sự mọi người ơi. Mình đang ngồi băng cuối cùng, thể hiện mình là một người dân chơi, còn những người lớn tuổi thì sẽ ngồi ở trên. Biển trong vắt luôn quý vị. Qua bây giờ mình xuống bơi thôi, mình được chụp súp nè các bạn. Yeah.
bơi đã đời rồi, bây giờ mình sẽ ăn trưa các bạn ơi. 12 giờ mấy rồi, nó bụng mình chết. Muốn làm dâu ở một vùng đất xa lạ này luôn. Vừa về tới nhà thì mọi người đi bơi tiếp ở biển Quy Nhơn. Trời ơi các bạn ơi, sau khi sáng giờ là mình tắm 3 chập, em bây giờ mình không thể nào nói chuyện bình thường được. Mình có mua cho mình bản thân một hộp bánh bèo. Phải yêu thương bản thân ngay cả trong những lúc mà không ai yêu thương mình các bạn ơi. Đến giờ cơm rồi các bạn ơi. Tụi con hãy cùng nghe cô điểm danh rồi cùng ăn nha. Thì hôm nay lên trường của mình là bé học sinh mặc áo màu tím để không bị lẫn với là giáo viên. Để kêu bà về bà ngăn. Đây, tụi mình đặt đồ ăn từ cái nhà hàng đối diện. Thằng Tinh bưng qua tới bàn luôn. Các bạn ơi, mình xin thông báo với các bạn một tin buồn. Là hiện tại thì mình đã đi vệ sinh được 2 lần. Nhưng mà lần đầu thì mình đi bình thường, mà còn lần 2 thì mình bị tiêu chảy các bạn ơi. Tại vì khi mà mình đi vệ sinh thì mình biết được là mình đã ăn uống tốt, mình yêu thương bản thân mình như thế nào. Nhưng mà lần này mình không có yêu bản thân mình như mình tưởng rồi. Nên là bây giờ mình sẽ chơi ma sói. Mình sẽ đẻ ra một chú sói thật là đáng yêu. Mình là mẹ của sói. Mình là mẹ của những bé bót dễ thương. Mẹ như đó, ý là kiểu là đỡ đầu mấy đứa mà nó bị suy rồi nó mê người ta quá, đánh đầu nó. Tao đẻ mày ra nữa để mày mê với nó hả mày? Tao đẻ mày ra đẻ mày đi cờ cái gì á? Tao hiểu với trai nữa. Mình đang chơi ma sói. Và mình là người bị chết đầu tiên. Nên là mình sẽ quay qua hướng dẫn các bạn móc tiếp cái túi con rùa này nha. Tối hôm đó trong khi cả làng đi ngủ thì có một dân thường bị... Mình tỉnh dậy và mình cảm thấy trống rỗng các bạn ơi. Chắc chắn là do hai con sói đó. Nhìn chúng đang ngủ bên nhau thật đáng ghét. Nhà số 3 mọi người ơi. Nay đoàn chúng tôi đã bị cục mất 6 người bởi vì họ ngày mai họ phải đi làm. Còn ngày mai tụi mình vẫn phải đi làm, nhưng mà tụi mình còn tuổi trẻ nên tụi mình quyết định đi kỳ co eo gió để tắm nắng. Hiện tại là buổi sáng. Tụi mình sẽ đi ăn bánh hỏi lòng heo ngon nhất mình đến. Được một tourist địa phương dẫn các bạn. Hỏi trái lòng ai về Quy Nhơn dễ ăn. Hiện tại là mình đang ở phố ẩm thực Quy Nhơn các bạn ơi. Có nhiều hàng quán nhưng mà mình nghe nói chiều nó mới mở cửa. Hồ sợi đó các bạn, sợi đó các bạn. Đây, cái sợi bánh hỏi nó rất là mềm và mướt, giống như ở Sài Gòn. Mình sẽ ăn thử nha. Ăn một dĩa bánh hỏi không đã để mình ăn thêm một tô bánh canh nữa các bạn ơi. Hai cái là dĩa, đây là trên tô bánh canh, ít bánh và double. Một topping bánh canh em bé mà đồ ăn người lớn. Nhà thờ cánh tòa
Bởi trái. Chấm bò, chấm bò, thấy các bạn không? Bây giờ là 9:40, tụi mình có chưa tới 3 tiếng để tham quan 5 điểm. Chờ các bạn ơi, biển ở đây quá trời đẹp luôn, sóng đánh rất là mạnh. Mà tiếc là mình đi cái xíu thôi mình về mất tiêu rồi. Hello các bạn, tụi mình đã tới sân bay Phù Cát. Kết thúc chuyến đi Quy Nhơn, tụi mình sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh lúc 5:35. Đây là... thôi, đây là kẻ hù của con nít, kẻ hù của đàn ông dưới 18 tuổi. Hẹn gặp lại các bạn. Quay vlog gì mà không có cái villa tour nữa.